Ngọc Thơ, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Võ Văn Thưởng sẽ trở thành tân chủ tịch nước. Ngày 27 tháng 2, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức và giới ngoại giao cho biết Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường trong tuần này để bầu ông Võ Văn Thưởng làm chủ tịch nước. Như vậy, những thông tin đồn đoán lâu nay của cư dân mạng đã được một hãng tin quốc tế lớn hãng Reuters xác nhận theo bản tin này, nhiều quan chức và nhà ngoại giao cho biết ông Võ Văn Thưởng, 52 tuổi, hiện là thường trực ban bí thư, sẽ là tân chủ tịch nước. Chức vụ phần lớn mang tính lễ nghi, ông Thưởng là thành viên trẻ nhất trong bộ chính trị. Chiếc ghế chủ tịch nước, một chức vụ mang lễ nghi, đã bỏ trống kể từ ngày 18 tháng 1 sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị quốc hội bãi nhiệm trong chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Những lời đồn cho rằng có hai ứng viên cho chức vụ này nhưng ông tô lâm đã từ chối nên chiếc ghế này được giao cho ông võ văn thưởng ông thưởng được xem là người thân cận với tổng bí thư nguyễn phú trọng hình ảnh ông võ văn thưởng người được cho là sẽ trở thành tân chủ tịch nước một quan chức của việt nam cho reuters biết kỳ họp bất thường của quốc hội sẽ tuân theo quyết định của đảng dự kiến vào nửa đầu tuần này để bầu tân chủ tịch nước một nguồn tin khác cho reuters biết Phiên họp bất thường sẽ bắt đầu vào thứ tư tới ngày 1 tháng 3. Reuters cũng cho biết Quốc hội và Bộ Ngoại giao Việt Nam, cơ quan chịu trách nhiệm về truyền thông thay mặt chính phủ không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của Reuters. Một bản tin trên VOA ngày 27 tháng 2 cho rằng giới quan sát nhận định ông Thưởng là nhân vật phù hợp nhất để giữ chức vụ chủ tịch vào thời điểm này. VOA dẫn lời ông Quang Hữu Minh, ở thành phố Hồ Chí Minh, một người quan sát tình hình chính trị Việt Nam chia sẻ nhận định, ông Võ Văn Thưởng đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo địa phương như Phó Bí thư thường trực Thành ủy Sài Gòn, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Thưởng hiện là Phó trưởng ban thường trực chống tham nhũng Trung ương. Trong thời gian qua cũng có nhiều công với ông Nguyễn Phú Trọng trong vụ đốt lò. Chưa kể ông Thưởng còn có thể đoàn kết các phe phái trong Đảng. Ông Thưởng là người miền Nam, việc này cũng hợp lý để cân bằng tính vùng miền trong đảng, vừa qua bị lãng quên. VOA cũng dẫn nhận định của giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về ngoại giao Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia ở Canberra. Nêu nhận định hôm 25 tháng 2 trong một bản tin cho rằng, ông Thưởng còn khá mới mẻ về đối ngoại, và cũng không kỳ vọng rằng ông sẽ có sáng kiến gì để thúc đẩy sự đổi mới trong chính sách ngoại giao của Việt Nam. Giáo sư Taylor lưu ý rằng hồi năm ngoái ông thưởng có tháp tùng ông trọng trong chuyến công du sang Bắc Kinh hội kiến chủ tịch Tập Cận Bình. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn Twitter của ông Alexander Vuvin, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Asia Pacific Center for Security Study ở Honolulu, Hawaii viết hôm 23 tháng 2, nhận định rằng Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, người vừa lên thay ông Phạm Bình Minh sẽ được bổ nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Phó thủ tướng thường trực. Ông Trần Lưu Quang vừa lên đường tham dự và có bài phát biểu tại phiên họp cao cấp khóa 52 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 27 tháng 2 đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông quang trên cương vị mới truyền thông nhà nước cho hay voa dẫn tin từ ông vu vinh cho biết sau khi ông thưởng lên nắm chức chủ tịch nước thì ông phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng thời cũng là phó trưởng ban phòng chống tham nhũng trung ương sẽ thay ông thưởng giữ chức thường trực ban bí thư chính trị việt nam đang có những biến động lớn do cơn lốc chống tham nhũng gây ra công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với hàng trăm quan chức bị bắt, bị kết án đã khiến giới quan chức hoảng sợ và không dám làm việc nữa. Điều này sẽ gây ra những hậu quả lâu dài và tạo sự bất ổn càng ngày càng lớn, nhưng lại không thể giải quyết tận gốc vấn nạn tham nhũng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Ông Võ Văn Thưởng sẽ trở thành tân chủ tịch nước. Ngọc Thơ, Thời báo chấm Đề kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Giáo dục Việt Nam đã tạo ra nhiều tướng cướp Ngày 20 tháng 2, Facebooker nổi tiếng Chu Mộng Long có bài bình luận về Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca trên trang cá nhân của mình Bài viết có tựa đề Thiên tài Đỗ Hữu Ca, công lao của giáo dục Theo tác giả, báo chí nhà nước đã thống kê sót hoặc cố tình giấu một văn bằng của ông tướng Đỗ Hữu Ca đó là bằng lý luận chính trị cao cấp mà tác giả đánh giá rằng nó còn cao hơn cả bằng đại học. Các tờ báo chí thống kê, ông Trùm đất cảng có 4 bằng đại học là Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí và Đại học Luật. Tác giả cho rằng bằng lý luận chính trị cao cấp phải được xếp vào hàng cao nhất trong hệ thống bằng cấp ở Việt Nam bởi đó là loại bằng đòi hỏi một tiêu chuẩn rất cao mới được dự tuyển. Giáo sư tiến sĩ của một ngành khoa học nào đó cũng chưa chắc đã đủ tiêu chuẩn để xét tuyển. Bằng này xét toàn diện về phẩm chất đạo đức, tư tưởng, năng lực, trình độ, đặc biệt là năng lực quản lý, tức phải là lãnh đạo cấp cao. Hình ảnh status của tác giả Chu Mộng Long trên trang cá nhân. Tác giả nhận xét ông Trùm Đất Cản đã và đang lộ ra năng lực đánh đẹp, tất nhiên không phải là đánh giặc ở biên giới mà là biến dân thành giặc để đánh, không đánh án để thu hồi tiền của cho dân mà chạy án cho các loại giặc nguy hiểm, giặc buôn lậu, giặc trốn thuế và cướp của dân. Vụ tấn công đất của gia đình nông dân Đoàn Văn Vương và vụ chạy án mà Công an Quảng Ninh đang điều tra chỉ là một vài điển hình thể hiện năng lực của ông Trùm đất cảng. Cần nhắc lại rằng vào năm 2012, ông Đỗ Hữu Ca với vai trò Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã xua hàng trăm quân với trang bị vũ khí và chó nghiệp vụ tấn công vào nhà anh nông dân Đoàn Văn Vương, chủ sở hữu một khu đầm nuôi hải sản ở Cống Rọc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Vụ tấn công này làm xã hội lúc đó bàng hoàng và phẫn nộ. Sau đó, nhiều quan chức liên quan đã bị kỷ luật, bị khởi tố. Tuy nhiên, ông ca vẫn bình yên vô sự, thậm chí còn được thăng hàm. Ông ca còn ngang nhiên gọi vụ tấn công này là trận đánh đẹp, có thể viết thành sách. Đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng vụ án này và những phát ngôn liên quan của ông Đỗ Hữu Ca vẫn là khúc mắc lớn trong lòng xã hội. Trận đánh này và trận đánh ở Đồng Tâm đầu năm 2020 là hai trận đánh mà các tướng công an cầm súng bắn thẳng vào người dân theo đúng nghĩa đen. Tuy trận tiên lãng không gây chết người như vụ Đồng Tâm, nhưng nó làm rúng động xã hội, làm cho người dân nhìn rõ bộ mặt thật của chế độ. Hình ảnh ông Đỗ Hữu Ca Trở lại với câu chuyện của ông Trùm Đất Cảng, tác giả nêu cảm nghĩ rằng ông phải khâm phục ông này vì đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền của để có được những năng lực đặc biệt đã đề cập ở trên với năm loại bằng. Ít nhất ông trùm đất cảng cũng phải mất 20 năm học tập và rèn luyện. Nên nhớ, ông trùm đất cảng này đã 65 tuổi, thời ông học chưa có quy chế học một lúc hai bằng đại học. Tác giả Mỉa Mai nhận xét rằng ông trùm đất cảng thuộc hàng thiên tài trong hệ thống giáo dục thiên tài của Việt Nam. Hệ thống giáo dục ấy bao gồm cả ngành tuyên giáo. Đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ bằng cách nào mà giáo dục Việt Nam đã biến ông Trùm đất cảng thành thiên tài để cả nước học tập và làm theo. Triết gia Socrates đã nói, đa phần con người gây tội ác là do thiếu hiểu biết, cho nên cần phải giáo dục. Còn Hồ Chí Minh thì khẳng định, hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều là do giáo dục mà nên. Ông Trùm đất cảng đổ hữu ca, chắc chắn phải là sản phẩm của giáo dục ắt ngành tuyên giáo và giáo dục phải chịu trách nhiệm cao nhất và tác giả cảm thán lúc này không làm rốt ráo đến tận gốc thì giáo dục còn đẻ ra vô số ông trùm khác quả thực thì có thể nói ngành giáo dục việt nam đã đẻ ra rất nhiều thiên tài như ông trùm đỗ hữu ca rồi chỉ có điều có người lộ còn có người chưa lộ mà thôi và nó hoàn toàn có thể tạo ra thêm vô số những ông thiên tài khác Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin Giáo dục Việt Nam đã tạo ra nhiều tướng cướp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo .d